cho đường cong y bằng x cộng 2 trên x trừ 1 đường cong C. Tìm các điểm trên trục tung sao cho từ đó vẽ được hai tiếp tuyến đến C. Mà muốn vẽ được hai tiếp tuyến đến C, tức là hai tiếp tuyến ấy, tức là phương trình có hai nghiệm phân biệt, nhưng hai tiếp điểm sao cho hai tiếp điểm thì nằm về hai phía, nằm về hai phía của trục OX. Ví dụ hai tiếp điểm, ví dụ. Thế thì đường lối giải của chúng ta như sau. Đoạn mở đầu thì các bạn vẫn làm giống như là những lược đồ cơ bản. Vì nó nằm trên trục tung cho nên nó có dạng không alpha, tìm là tìm alpha. Mọi tiếp tuyến qua M chỉ có dạng y bằng kx cộng alpha. Xong rồi lại gọi x0 là hoành độ tiếp điểm. Khi đó ta có hệ phương trình x0 cộng 2 trên x0 trừ 1 bằng kx0 cộng alpha, và đạo hàm bằng nhau trừ 3 trên x0 trừ 1 bình phương bằng k. Thay 2 vào 1 rồi rút gọn giống như mọi khi, ta đi đến phương trình alpha trừ 1 x0 bình trừ 2 x0 alpha cộng 2 cộng alpha cộng 2 bằng 0. Trước hết ta bỏ qua cái điều kiện này, ta hắn để ba có hai nghiệm phân biệt khác một điều kiện sẽ là. Thế thì rất đơn giản, điều kiện của chúng ta chỉ còn là để có hai nghiệm phân biệt khác một thì điều kiện nó sẽ là như sau. Đầu tiên alpha trừ một khác không. Thứ hai là delta phẩy của chúng ta là bằng, cụ thể đây tức là bằng alpha cộng 2 bình phương trừ đi alpha cộng 2 nhân alpha trừ 1 dương. Và điều kiện thứ ba là không có nghiệm nào bằng 1, tức là chúng ta phải thay vào đây, ta sẽ có là alpha trừ 1 trừ đi 2 lần alpha cộng 2 cộng alpha cộng 2 phải khác không. Giải cái này ra, các bạn về nhà tự giải lấy, chúng ta sẽ suy ra.